Tập 9. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Mò đưa tiền ra. Ta không cần biết các người là cao tăng hay thấp tăng. Đưa tiền ra. Nhìn lên. Sư phụ, người xuất gia làm gì mà có tiền chứ? Ai cho phép các người ở đây làm gà làm bẫy chứ? Đạo Thành. Đi thôi. Đạo Thành. Rồi, đi mau lên. Lấy đồ hết, đi. Nhanh lên. Đi. Tuệ Linh. Đại sư, vì đi thỉnh kinh, liều chết sang tay, trải qua ngàn vạn gian nan mới đến được nơi này. Các người không được phép giết ngài. Đừng giết ngài. Đồ đệ ngươi sắp chết còn bảo vệ cho ngươi con nghĩa khí lắm. Nể mặt hắn, ta tha mạng cho ngươi đó. Sư phụ, đến Hoa Châu dùng độ điệp của con để tử vạn khổ không thể. Tuệ Linh. Phật tổ từ bi, đệ tử sang tay thỉnh kinh, thật không ngờ rằng phải dùng báo để tế. Phật tổ linh thiêng, xin hãy sớm siêu độ cho họ thành Phật. A Di Đà Phật. Sư phụ,
Sư phụ, mau đứng lên, mau đứng lên đi. Đứng lên. Sư phụ, đứng lên đi. Đệ tử có tội, đã tới chậm một bước, làm sư phụ hoảng sợ rồi. Làm sao con biết sư phụ gặp nạn? Đệ tử dọc đường nhìn thấy công văn truy bắt người, sợ xảy ra bất trắc, đã đi suốt ngày đêm. Vừa gặp phải bọn người cưỡi ngựa của sư phụ, giác túi lương thực của sư phụ, biết có chuyện không may, cho nên đã giết hết bọn chúng, vội chạy thẳng đến đây. Cũng mừng là sư phụ không sao. Nhưng Tuệ Linh, Đào Thành hai đồ đệ đã bị bọn cướp giết rồi. Pháp sư, nghe nói có cáo thị bắt người về kinh, tuy là mang danh hình bộ, nhưng tất cả đều là Vũ Văn làm. Nếu không, biên phòng vì sao lại truyền lệnh truy nã một mình người? Cửa ải biên phòng làm sao lại biết được chuyện người sang Tây thỉnh kinh? Sư phụ cũng là bị danh tiếng làm mệt mỏi. Đệ tử sẽ hộ tống sư phụ ra khỏi biên ải để phòng bất trắc. A Di Đà Phật, nhưng con cũng là người không có giấy thông hành qua cửa ải. Đệ tử tự có cách khác, đến đó tìm cách vào cửa thành, lấy đại cái tên nào đó, chắc không bị suy nghĩ đâu. Chúng ta chia đường ra đi, tối mai gặp lại. Sư phụ, ngựa này người hãy cưỡi đi. Tuệ Linh lúc sắp ra đi dặn ta dùng tên của đồ đệ ấy, điều này cũng hợp với ý con. Quyền Trang nếu không thỉnh được chân kinh về, thật có lỗi với họ. Đi thôi. Sư phụ, mau lên ngựa đi, lên đường thôi. Mọi người đều mong người tỉnh chân kinh về. Sư phụ, mau lên ngựa đi, mau lên đường thôi. Ngày mai chúng ta gặp ở Hoa Châu. Con đi đường con phải hết sức cẩn thận. Đi. Đi. Mau đi xem, ở phía trước ghi gì vậy? Ai đọc giúp xem, phía trước ghi những gì vậy? Ghi gì vậy? Có sư phụ Quyền Trang muốn sang Tây Phương. Sang Tây Phương. Lệnh các châu huyện nghiêm ngặt bắt giữ quân dân tăng giới, không được chứa chấp hoặc giúp đào tẩu. Kẻ vi phạm sẽ bị hỏi tội. Một tên hòa thượng đến phương Tây thì có thể làm được gì? Đúng chứ? Đúng rồi. Nếu phải lo chuyện bao đồng sao? Đúng rồi, còn là chuyện bao đồng. Đúng rồi, tư nhân ra nước ngoài cũng không phạm pháp mà. Trời, cái thế đạo này hòa thượng đó rất giống á. Phải rồi, rất giống, rất giống. Đúng vậy, đúng vậy. Trời ơi, đừng nói bậy mà. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Đừng nói bậy nha, đừng nói bậy. Thôi, được rồi, đừng có nói lung tung mà. Đừng nói nữa. Thôi đi đi, đừng có nói nữa. Đứng ra, đứng lại. Chuyện gì vậy? Không biết gì á? Ta kêu người đó, người định đi đâu? A Di Đà Phật, bần tăng Tuệ Linh từ Lương Châu đến. Bộ điệp của người đâu? Ngài xem, ta ở chùa Tuệ Thông, chủ trì là pháp sư Tuệ Thành. Ngài xem đi. Sao lại có máu hả? Đi, dẫn hắn đi, nhất định đã giết người rồi. Đi, chính là hắn đó. Mau đi. Trời ơi, bắt hòa thượng, làm gì chứ? Thiệt là trời ơi, chắc được bắt hòa thượng hả? Người ta là hòa thượng, sao bắt người ta vậy? Đúng rồi, sao vậy? Sao lại bắt người ta? Hòa thượng bắt hòa thượng vậy? Thiệt là trời ơi, tham lam quá chết có yên đâu. Bần tăng dọc đường gặp cường đạo, đồ đệ bị cường đạo giết chết. Ngài xem. Vậy máu này từ đâu ra? Bắt giữ hòa thượng hả? Không có đạo lý mà. Thiệt tình á. Đúng là không ra gì nữa. Chết cho coi. Sao lại như vậy chứ? Tôi nói rồi, đồ đệ bị cường đạo giết chết. Ngươi đừng có nói với ta,
ta cũng chỉ là làm theo lệ thôi, không có cách nào khác đâu. Đi thôi. Bần tăng quả thật là người vô tội. Ai biểu người gặp phải ta hả? Làm ơn đi. Đi, đi, đi. Đi. Đi mau. Đi mau. Ôi, không biết có chuyện gì nữa. Chuyện gì nữa? Phải rồi. Sao lại bắt người? Hòa thượng cũng bắt. Thái thú, ngài xem đi. Đây chính là tên hòa thượng đó. Dẫn lên công đường. Tuân lệnh. Lệ. Đi. Ngươi là ai? Khai thật ra đi. Bần tăng chính là Quyền Trang. Vậy độ điệp dính máu kia, chuyện đó là sao? Nói mau đi. Tuệ Linh, Đạo Thành, hai đồ đệ hộ tống ta đến Hoa Châu. Dọc đường bị Cường Đạo giết chết. Tuệ Linh đưa đồ điệp của nó cho ta qua cửa thành để giúp ta hoàn thành tâm nguyện sang Tây. Nếu là như vậy thì nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đưa ngươi về kinh. Quyền Trang, ta chết vẫn muốn sang Tây, tuyệt đối không sống mà về đông. Bổn quan cũng tính Phật hành thiện, có điều đô đốc đã lệnh theo lệnh của hình bộ, đầu của pháp sư cũng không còn nữa. Đô đốc ngưỡng mộ danh tiếng pháp sư đã lâu, đặc biệt cố ý soạn công văn truyền lệnh, một khi bắt được thì cẩn thận hộ tống pháp sư trở về kinh. Pháp sư, mời ngài đến phòng khách nghỉ ngơi. Phật tổ tội nghiệp Quyền Trang, sang Tây sao lại dịu gian nan như vậy? Dẫn pháp sư đi nghỉ đi. Tuân lệnh. Pháp sư mời. Đại nhân có gì căn dặn? Các người phải hầu hạ cẩn thận. Bây giờ ta phải đi Lan Châu để gặp đô đốc. Tuân lệnh. Rót đi, uống rót đi, uống rót cho đại ra. Rót cho đại nha. Rót nữa đi. Sao lại ngủ rồi? Nè, sao vậy? Nè, sao ngủ vậy? Sao ngủ rồi? Đứng dậy. Ai đó? Sư phụ à? Con. Sư phụ. Tần thứ. Đây không phải chỗ nói chuyện đâu, đi mau. Mau. Mau đi thôi, đi.
Thôi chết rồi, tự nhiên gì vậy? Bố ơi, chết rồi, chuyện gì vậy? Trong xe máu, nhanh lên. Sao rồi, sao rồi? Không ổn, trời ơi, không ổn rồi. Qua thử chạy rồi, qua đuổi theo, đuổi theo. Nhanh lên, báo theo, qua thử chạy rồi. Vì cứu ta ra thành, con lại hại bao nhiêu người rồi. Đệ tử không dám làm sát vô tội, chỉ cho thuốc mê ngất xỉu thôi. Sư phụ à, có một vị muốn được gặp người. A Di Đà Phật. Sư phụ, người này tên Tư Phan Đà, là người Hồ Tây Dịch. Nói là có từng tới Trường An. Ở Trường An có nghe pháp sư giảng kinh, kính phục chí sang tay của sư phụ, nên muốn làm đệ tử của Phật, đi theo sư phụ hoàn thành chí sang tay thỉnh kinh. Nè Tư Phan Đà, cậu có qua chào sư phụ. Tiểu nhân Tư Phan Đà nguyện theo sư phụ sang tay. Pháp sư thần thứ đã ba lần xả thân tương cứu, Nguyện Trang có đức gì chứ? Đây không phải là chỗ để nói chuyện đâu, mau đi thôi. Đi. Đô đốc đại nhân, hạ quan có việc cần bẩm báo. Mời ngồi. Tạ đại nhân. Theo lệnh đô đốc, hạ quan đã giữ Quyền Trang ở dịch trạm rồi. Nhớ hầu hạ cho tốt. Tuân lệnh. Người này là cao tăng đại đức đương triều ta, một lòng hướng Phật. Không biết người nào ở hình bộ lại hồ đồ như vậy, dám hạ lệnh bắt giữ, muốn làm thay đổi chính pháp. Ta rất nghi ngờ, nên đã hạ lệnh các châu. Nếu như có bất kỳ ai gặp được đại sư, phải đối đãi cho tốt, sau đó phái người cẩn thận hộ tống về kinh. Vậy quá tốt rồi. Đại sư vì theo đuổi chân kinh Phật pháp, giữa đường gặp cường đạo, hai đồ đệ đã bị giết, vẫn không từ bỏ ý chí, thề nguyện sang tay, thật khiến người ta cảm động. Đô đốc có thể tấu lên thánh thượng ân chuẩn phá lệ cho đại sư sang tay để được tội nguyện ấy không? Ta cũng có ý như vậy. Đại sư vì phổ độ chúng sanh, quảng bá Phật pháp, chí của ngài thật đáng kính, hành động ngài đáng khen ngợi. Còn công dân này sẽ do ngươi giết thai, ta sẽ chứng và đóng ấn tín lên thì được rồi. Nếu không chê bai, hạ quan tuân lệnh đi làm. Bẩm cáo, qua châu đến báo, Quyền Trang không biết được ai cứu thoát, không biết bây giờ đã chạy hướng nào rồi. Còn nghe người ra đó làm gì? Không mau đi giết công dân của ngươi đi. Vậy. Tôi được tam quỷ sư phụ căn dặn,
đưa ra khỏi Hoa Châu, không thể đi tiếp nữa. À, cô Tư Phan đã ở đây, con mau chóng về đi. Sư phụ à, vậy đệ tử không tiễn nữa. Về sau dọc đường tất cả nhờ Tư Phan Đà rồi. Sư phụ bảo trọng, đệ tử xin cáo từ. Quyền Trang dạng chết không từ bỏ Thỉnh Chân Kinh về, trở về chuyển lời với sư phụ Tam Quệ, Trịnh Thiện Quả đại nhân, nói họ yên tâm. Vất vả rồi. Tư Phan Đà, đại sư giao cho ngươi rồi, đi đường cẩn thận. Cẩn thận nha, nhớ cẩn thận đó. Tiểu đệ nhất định không phụ trọng thác của sư huynh, xin yên tâm trở về đi. Thần thứ, trở về hãy hầu hạ tốt cho sư phụ Tam Quệ. Cứ yên tâm đi. A Di Đà Phật. Sư phụ bảo trọng. Lên đường bảo trọng đó. Huynh hãy yên tâm. Tạm biệt. Đệ tử, người của con vừa dài vừa ốm, không ngờ sức dẻo dai quá. À, đường già mới biết sức ngựa, ngựa già thì quen đường. Đừng chê nó vừa già vừa ốm, nó đã đi lại Y Ngô 55 lần rồi, lần nào cũng đầy tải. À, nó chịu đói chịu khát, chạy cũng rất nhanh. Ngựa của sư phụ là ngựa phú quý, rất đẹp nhưng mà dùng không tốt. Sớm biết như vậy, bảo người tìm thêm con ngựa như vậy để đỡ lỡ việc. Sư phụ đừng lo, người cởi ngựa của con dắt ngựa của người, dù là đi bộ con cũng theo kịp sư phụ đó. Sư phụ à, người mau lên ngựa đi. Vậy làm sao được? Thôi sư phụ đừng có nhường nữa, hôm nay chúng ta nhất định phải đến được sông Hồ Lô. Sư phụ à, mau lên ngựa đi. Thôi được. Từ. Đi. Chặt.
Sư phụ à, qua đây. Nè, để con đỡ người. Hướng đó là biên ải, vượt qua được chúng ta sẽ được an toàn. Sư phụ, chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Được, nghỉ ngơi một chút. Sư phụ, ăn chút gì đi. Đó là... Đi tiếp về phía trước chính là phong quả đài thứ nhất rồi. Chỉ đi được trong đêm thôi, chỉ có thể lén đi trong đêm. Vậy chúng ta đến tối mới đi. Là sư, nếu được Phật giúp sẽ luôn có thể hóa giữ thành lành, tuyệt thọ cho con rồi. Sư phụ à, ăn xong rồi đi nghỉ ngơi. Người không nên đi lung tung nha. Được rồi, con yên tâm. Sư phụ à, ngồi nghỉ đi. Con cũng ngồi đi. Nè, hả? Ngươi xem đằng kia kìa. Đó là cái gì vậy? Kìa, người nào vậy? Người nào vậy? Mau ra đây. Không ra hả? Ra đi mau. Chúng ta bắn tới đó. Đúng rồi, bắn đó.
Sư phụ, sư phụ. Sư phụ, sư phụ, mau, mau, chạy mau. Ê, các người qua đây cho ta, qua lên, qua lên. Nghe đây, có giặc tới xuống quan, mau đi chặn chúng đi. Tướng lệnh. Nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Bắn tên. Uống chút nước đi. Sư phụ, người uống đi. Uống đi. Sư phụ, người xem, đã thắp sáng một phong quả đài rồi, những phong quả đài khác cũng sẽ được thắp sáng thôi. Chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Sư phụ, phong quả đài đều xây ở nơi có cỏ có nước. Chỉ có theo con đường này mới có thêm được nước và cỏ. Chúng ta rất khó đi qua được bốn phong quả đài. Một khi bị bắt, ắt sẽ mất mạng. Chỉ cần chúng ta cẩn thận nhiều hơn, chắc chắn sẽ qua được. Con ngủ đi. Dạ. Để sư phụ nghĩ cách xem sao đã. Buông hạ đồ đao, lập tức thành Phật. Để đồ đao xuống, lập tức thành Phật. Để đồ đao xuống. Sư phụ, sư phụ cứu con, sư phụ cứu con, sư phụ cứu con. A Di Đà Phật. Sư phụ cứu con. Tư Phan Đà, có chuyện gì vậy? Sao đao này lại rớt ở đây? Sư phụ, cứu con, sư phụ, cứu con, sư phụ.
Sư phụ, lúc nãy con nằm mơ thấy ác mộng. Con mơ thấy con có thái độ vô lễ đối với sư phụ, mong sư phụ thứ tội. Khi mộng thành thật, thật là mộng. Không cần nói nằm mộng, con hãy nói sự thật đi. Phía trước còn hơn 100 dặm đường phải đi, dậy sớm chút mới có thể đến kịp được. Sư phụ à, người hãy đi trước một bước đi, đồ nhi sẽ tới sau ha. Tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Lời nói này của con đúng là bắn tên có đích. Sư phụ à, đồ nhi không hiểu. Cái gì gọi là bắn tên có đích vậy? Sao hả? Lời con từng nói ra, lẽ nào con không hiểu được? Lúc nãy con hối ta đi trước, chẳng lẽ ta không hiểu sao? Con muốn ta đi trước một bước để con dạy bắn giết ta từ phía sau, có đúng không? Sư phụ thánh nhân đã nhìn thấu tâm của con, đệ tử tội chết. Con sợ bị giết nên muốn giết ta lập công. Ý này là do hoàn cảnh mà ra. Thiện ý gặp trở ngại, nghĩ sai một bước, phước sẽ biến mất. Những gì sư phụ nói rất đúng, cầu xin tha tội cho con. Ta là sư, ta làm bần tăng sang tay dạng dậm, không làm quan lớn, theo đuổi danh vọng. Triều đình ngăn cản ta sang Tây, chưa hề dám giết hại một cao tăng. Nếu còn giết ta, tội chết khó thoát. Sư phụ khuyên con hãy bỏ đao xuống. Đệ tử tội chết. Cho con về nhà. Đệ tử bất hiếu, đệ tử đáng tội chết. Vạn lần xin thứ tội. Sư phụ, sư phụ. Đi đi. Sư phụ. Đi đi, mau đi đi. Mau đi đi. Sư phụ ạ. Người. Đi đi, đi đi. Con cứ yên tâm trở về. Dọc đường nếu có người giết ta, ta cũng không khai ra ý đồ của con. Con bảo vệ ta sang Tây, công đức vô lượng, sư phụ làm sao có thể hại con. Đi đi, đi đi, mau đi đi. Đệ tử, đi đi. Đệ tử vô duyên, xin cáo từ tại đây. Được rồi, đi đi, đi đi. Đi đi. Xảy ra vậy rồi. Đúng rồi. Đọc nghe đi. Đọc đi. Nghe đọc đi. Đọc đi. Được. Có quyền trang đại sư tự ý xuất quan, lệnh cho các châu huyện nghiêm ngặt bắt giữ quân dân, không ai được chứa chấp hoặc giúp đào tẩu đó. Thì ra là lại vậy. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
Xem trời đi, xem bắt đi. Hòa thượng đó. Mày nói mày muốn bắt một tên phải rồi đó. Bắt một hòa thượng đó. Đó trời ơi, thế đạo này làm sao bình yên được? Ghen nhất là lấy danh nghĩa công mưu lợi riêng. Trời đúng một hòa thượng không hòa thượng được sao lấy ta đọc chứ. Đúng rồi, làm vậy là sao? Thiên hạ sao thấy bình được chứ? Phải rồi, kỳ quá đi. Thiên hạ thái bình được. Làm sao thiên hạ thái bình được? Xuất quan chuyện nhỏ thôi. Xuất quan có gì đâu. Thôi nói nhỏ đâu. Đi bắt thiệt. See you.
Nam mô A Di Đà Phật.